Lịch sử hay sử học là một môn khoa học xã hội nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Lịch sử đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của loài người. Nó đánh dấu cả quá trình hình thành phát triển của con người đến mức độ văn minh được như ngày nay. Nó là cái nhìn tổng quát nhất, không chỉ về xã hội loài người, mà còn là vạn vật đang sinh tồn hiện tại. Vì lẽ đó mà các nhà khảo cổ học chính là những con người vô cùng quan trọng, giúp chúng ta biết rõ về nguồn cội của mình, thông qua những nghiên cứu, tìm kiếm, phục chế để rồi sắp xếp chúng thành một kho tàng kiến thức và truyền tải đến loài người. Với một thế giới rộng lớn như One Piece, thì lịch sử hình thành thế giới vẫn luôn là một bí mật mà chính phủ thế giới luôn muốn che giấu và xóa bỏ sự tồn tại đó. Nó được đặt cho một cái tên là Thế Kỷ Trống. Những nhà khoa học khảo cổ học ở Ohara chính là những con người có khả năng tìm hiểu và công bố những sự thật đó đến với thế giới. Vì vậy mà họ đã bị nhắm đến như một mục tiêu cần phải bị loại bỏ, dẫn đến một cuộc tuyệt diệt vô cùng khủng khiếp. Chỉ sót lại một đứa trẻ và được gọi bởi biệt danh là đứa con của quỷ. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng nhận ra được nhân vật chính của ngày hôm nay là nhà khảo cổ của băng hải tặc Mũ Rơm, chiếc chìa khóa quan trọng nhất để có thể đưa được Luffy đến với ngôi vị vua hải tặc cao quý. Đó chính là Nico Robin. Hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về cuộc đời đầy thăng trầm của Robin trong video này nhé. Cảnh báo video có thể chứa một số chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Nico Robin hay còn được biết đến với danh hiệu đứa con của quỷ và là ánh sáng của cách mạng, đồng thời cũng là nhà khảo cổ học, một thành viên quan trọng bậc nhất của băng Mũ Rơm. Sinh ra ở đảo Ohara với kiến thức khảo cổ được tiếp nhận, cô là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công Buster Call và được truy nã với mức tiền thưởng cực cao 79 triệu Belly, cùng với năng lực của trái Hanahana no Mi khi chỉ mới 8 tuổi. Trải qua biết bao tổ chức để sinh tồn và sống sót, cuối cùng Robin cũng tìm được một bến đỗ mà cô có thể tin tưởng. Đó chính là băng hải tặc Mũ Rơm bên cạnh những người bạn của mình. Là một trong hai bóng hồng duy nhất của băng Mũ Rơm, vẻ bề ngoài và nhan sắc của cô cũng được đánh giá là 1/9/10 với Miêu Tặc Nami. Trước time skip, Robin có vẻ bề ngoài không quá nổi bật so với những người đồng đội khác, đặc biệt là có phần lép vế hơn Nami. Robin là một người phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc đen dài ngang vai, cùng một đôi mắt được mô tả rất nhiều màu sắc qua từng phiên bản. Màu nâu trong manga, xanh thiên thanh trong anime. Chiếc mũi dọc dừa thon rõ nét chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tạo hình của Robin, biến cô trở thành một mỹ nữ vô cùng cuốn hút với một tông màu da rám nắng. Tất cả đặc điểm này được thừa hưởng bởi mẹ cô, Nico Ovia. Robin thường xuất hiện với vẻ ngoài như một nữ cowboy với một bộ đồ màu tím hoặc là một bộ đồ da màu đen, nhưng đều có đặc điểm là hơi hở, tạo ra những điểm chấm phá thu hút với ngoại hình của mình. Bên cạnh đó, Robin cũng là một trong số ít những nhân vật của băng Mũ Rơm thay đổi ngoại hình khá thường xuyên. Khi từ Arabasta cho đến tận Sabaody, trang phục của cô thay đổi không ngừng, mỗi lần lại là một trang phục khác và nhìn có đôi chút giản dị nhưng vẫn toát ra được vẻ sexy quyến rũ của cô nàng. Sau time skip, Robin đã được thánh update một cách vượt bậc cho ngoại hình và nhan sắc của cô. Với sở thích vẽ những tâm hồn to, trắng và tròn, Oda chắc chắn cũng không thể bỏ qua hai bóng hồng chính trong bộ truyện tranh của mình về khoản này. Mái tóc ngắn ngày nào của Robin cũng đã dài hơn đến dưới lưng, để lộ trán và tai của cô nhiều hơn. Không còn theo đuổi phong cách cowboy nữa, Robin giờ mặc một chiếc váy sa đông dài màu hồng nhạt, có thiết kế rong biển màu xanh lá cây với những bông hoa màu đỏ và vàng, cùng một chiếc áo ngắn tay màu xanh đậm, có khóa kéo một phần để lộ bụng. Tô điểm cho ngoại hình đó là một chiếc kính râm màu trắng với tròng màu cam mà cô thường để trên trán. Màn tái xuất của Robin và Nami có lẽ là một trong những pha dậy thì thành công nhất của One Piece. Bốc lửa, xinh đẹp, mạnh mẽ, kiên cường là những đặc điểm của hai bóng hồng băng Mũ Rơm. Sinh ra và lớn lên trên hòn đảo Ohara và xuất thân trong gia đình khảo cổ học từ nhỏ, thế nên ngay từ thời niên thiếu, Nico Robin đã dành tình yêu của mình cho lịch sử, những giá trị xưa cũ và công việc của một nhà khảo cổ học. Mẹ cô, Ovia, dù rất yêu thương cô, thế nhưng vẫn quyết định bỏ Robin lại trên đảo, ra khơi vì tôn trọng ước mơ của chồng mình, nghiên cứu những tấm poneglyph. Thấm nhuần với những kiến thức khảo cổ vĩ đại từ Ohara, Robin nhanh chóng thể hiện tài năng, đam mê và sự thích thú của mình với lịch sử nhân loại. Những cá thể đặc biệt thì luôn là mục tiêu cho những sự bạo hành và xúc phạm. Robin cũng không phải ngoại lệ. Ngay từ nhỏ, vì năng lực của trái ác quỷ Hanahana no Mi, những đứa trẻ khác sợ hãi và xa lánh cô và đặt cho cô một biệt danh là ác quỷ, cũng là tiền đề của biệt danh đứa con của quỷ sau này. Do bị cô lập bởi những đứa trẻ cùng tuổi, nên lịch sử, khảo cổ học và những học giả tại cây tri thức
là lý do cô luôn trân trọng những giá trị của lịch sử và rất căm ghét những ai chà đạp đến nó. Tính cách này vẫn được Robin giữ nguyên cho đến tận sau này. Với tài năng xuất chúng, dành phần lớn thời gian của mình bên trong kệ tri thức, biến cô trở thành học giả trẻ tuổi nhất của O'Hara khi vượt qua kỳ thi khảo cổ học và được chính thức công nhận. Thế nhưng khi muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử thế giới, nối gót bước chân của mẹ, cô đã bị Clover trách mắng và cấm cô đến thư viện để tiếp tục theo dõi các học giả khác. Việc này đã khiến Robin vô cùng buồn bã khi những người bạn duy nhất của cô, những học giả ở O'Hara cũng đã từ chối cô. Niềm vui, niềm đam mê duy nhất của cô là tri thức, là lịch sử, nay cũng đã bị Clover cấm đoán. Lẽ tất yếu, những giọt nước mắt là không thể tránh khỏi với một cô bé hồn nhiên 8 tuổi. Nhưng cũng vì vậy, cô lại gặp được một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cô, người đóng vai trò giống như một người cha, người thân thiết bên cạnh cô, đó chính là Jaguar D. Sau. Cũng chính sau khi biết được thân phận của cô, mà O'Hara đã được cảnh báo về việc chuẩn bị có một cuộc tấn công hủy diệt nơi này do các học giả nghiên cứu Poneglyph. Lúc này Robin mới thực sự hiểu được rằng vì sao mà Clover lại ngăn cấm cô nghiên cứu chúng, vì nó quá nguy hiểm. Thế nhưng khi đã nhận ra thì cũng đã quá muộn. O'Hara đã bị đưa vào tầm nhắm, tất cả sẽ chuẩn bị xóa sổ khỏi thế giới này. Thế nhưng những gì cô bé quan tâm là chỉ muốn gặp lại mẹ của mình, vì Ovia đã trở lại hòn đảo, thông báo về cuộc tấn công. Nhưng cũng đã quá muộn khi CP9 đã đặt chân đến hòn đảo và Robin cũng chỉ lướt qua mẹ mình mà không hề hay biết. Khi đến được kệ tri thức, Clover đã làm theo lời Ovia, phủ nhận sự tồn tại của cô trên đảo để đảm bảo an toàn cho cô bé và nhanh chóng muốn cô bé rời khỏi hòn đảo này, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Buster Call diễn ra và cuộc thảm sát bắt đầu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Ovia cùng Robin đoàn tụ, cũng là khoảnh khắc cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình trên đời. Cuối cùng, Robin thành công thoát khỏi cuộc tấn công hủy diệt đó nhờ có sự trợ giúp của Sau và sự do dự của Kuzan, cùng với đó là con số truy nã kỷ lục 79 triệu Belly cho một đứa trẻ 8 tuổi với tất cả mối nguy hiểm mà nó có thể gây ra. Thế nhưng đánh đổi lại cho mạng sống của Robin, rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Toàn bộ học giả ở O'Hara, người mẹ của cô cùng Sau đều đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tương lai, một tương lai mà chính cô sẽ mở ra với toàn bộ lịch sử của thế kỷ trống. Chỉ 18 tuổi, trải qua biết bao nhiêu điều tiêu cực, mất mát mọi thứ, không còn gì trong tay, chỉ còn tri thức cùng lời động viên của Sau về một tương lai với những người bạn đang chờ đợi cô trên biển. Chính những biến cố lớn trong cuộc đời đã biến Robin từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên trở thành đúng với cái tên của mình, một con người chỉ biết đến tồn tại, sinh tồn và khám phá lịch sử, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Khó mà có thể trách Robin khi từ quá nhỏ đã phải chịu đựng những cú sốc tâm lý quá đỗi nặng nề, đến cả một người trưởng thành cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Nhưng cô bé đó đã vượt qua tất cả, vẫn sống sót dù trải qua rất nhiều tổ chức và bị chính phủ truy bắt gắt gao. Thế nhưng dù đã vượt qua, nhưng nó vẫn luôn là một vết gợn trong tâm lý của cô, và thậm chí nó dường như là một vấn đề tâm lý mà cô có lẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi. Chỉ cho đến khi cô gặp được Luffy và những người bạn đồng hành của cậu, người đã cứu cô một mạng khỏi Crocodile và dần dần kéo cô khỏi những ám ảnh quá khứ. Luffy cũng chấp nhận Robin như một thành viên của băng, dù cho Zoro vẫn luôn cảnh giác với cô. Trải qua những cuộc hành trình cùng băng mũ rơm, Robin dần dần đã mở lòng và tin tưởng vào họ khi họ dốc hết mình để bảo vệ chính nghĩa. Hơn hết, họ cũng giống như Sau, như mẹ cô hay học giả của O'Hara, không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ đồng đội. Có lẽ Robin đã nhìn thấy tương lai hạnh phúc mà Sau đã từng nói, và đây là những người đồng đội mà cô chờ đợi. Những người bạn bè, những người coi cô như gia đình mà cô không cần phải đề phòng, không cần phải cảnh giác, hoàn toàn có thể mở lòng với họ và sống chân thực hết mình. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tay gang khi đến Water 7 và nhận ra CP9 đang ở đây. Vì muốn bảo vệ cho những người bạn của mình, cô quyết định lựa chọn giao nộp bản thân cho CP9 để bảo vệ những người đồng đội này. Hơn ai hết, cô hiểu mạng sống của những người bạn, của gia đình mình quan trọng như thế nào, nên cô đã lựa chọn một mình đối mặt với tất cả. Dù cho có phải nói ra những lời tổn thương đồng đội, nhưng với cô thì đó là cách tốt nhất để bảo vệ họ. Thế nhưng trong thâm tâm, Robin vẫn luôn mong muốn tiếp tục ra khơi, vẫn muốn được đồng hành cùng những người đồng đội quý báu này. Với sự cố chấp của Luffy, đốt cháy lá cờ của chính phủ thế giới và tuyên bố chỉ cần nghe được yêu cầu của cô, họ sẽ mang cô trở về bằng mọi giá. Chứng kiến tất cả những gì họ đã làm cho mình khiến cô nhớ lại lời của Sau. Nước mắt không ngừng tuôn, đó cũng là lúc cô bộc lộ hết nỗi lòng của mình. Cô muốn sống, muốn theo đuổi ước mơ, muốn cùng băng mũ rơm ra biển thêm một lần nữa. Một người đã mất tất cả như Robin, mất gia đình, mất người thân, mất quê hương, trở thành một kẻ lưu vong, sinh tồn, sống sót, chạy trốn trong suốt thời gian dài. Cuối cùng cô bé 8 tuổi ngày nào cũng một lần nữa cảm nhận được tình yêu, tình cảm mà người khác dành cho mình.
giúp cho ý chí sinh tồn, sống sót và khát khao theo đuổi ước mơ lại trỗi dậy. Lúc này cô chỉ muốn sống, chỉ muốn được cùng những con người đặc biệt này theo đuổi ước mơ của mình. Một quá trình dài với màn đêm u tối, tương lai mờ mịt, cuối cùng Robin cũng nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy được tương lai mà mình muốn được trải qua. Và những gì sau đó, người ta vẫn gọi là huyền thoại. Trải qua những biến cố lớn như vậy, đã hình thành trong cô gái này một tinh thần thép, không gì có thể lay chuyển. Ngay tại thời điểm ở Innis Lobby, cô đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người đồng đội này. Đến khi Kuma tấn công tại Sabaudi, cô cũng đã dùng hết sức mình để cứu họ. Tuy nhiên tất cả nỗ lực đó đã thất bại. Sau đó cô bị dịch chuyển đến Tequila Wolf và trở thành một nô lệ ở đây, trước khi quân cách mạng tới và giải cứu cô khỏi gông cùm nô lệ. Cũng tại đó, họ đã mời cô tham gia cách mạng. Thế nhưng ngoài bằng mũ rơm, Robin vẫn luôn đề phòng với mọi người xung quanh mình. Và hơn hết, vì là hải tặc, nên cô cũng không thể quá tin tưởng vào cách mạng. Thời điểm này, trong tiềm thức của Robin đã hình thành một ý nghĩ, đó là trở nên mạnh mẽ. Vì cô đã thất bại trong việc bảo vệ họ, vì cô chưa đủ mạnh mẽ, đó cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này trước đây. Giờ đây cô đã có những thứ quý giá cần để bảo vệ. Cô đang có những người đồng đội tin tưởng lẫn nhau. Đó chính là thứ thúc đẩy cô trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể cùng nhau sát cánh với họ. Sanji có thể là một quý ông lịch lãm, Zoro có thể là một chàng kiếm khách ngầu lòi và mạnh mẽ. Mỗi một thành viên của bằng mũ rơm đều mang những nét tính cách vô cùng đặc biệt. Thế nhưng để nói ai là người trưởng thành và chín chắn nhất trong nhóm thì chỉ có thể là Robin. Nico Robin được biết là người rất trầm tính và hiếm khi tham gia vào những trò lố của Luffy, Usopp và Chopper. Thay vào đó, cô chỉ nhìn họ và cười. Robin tiếp cận thế giới và cuộc sống rất bình tĩnh và tự chủ, hay có thể nói là thành viên ít khi bộc lộ cảm xúc của mình nhất. Điều này chính là ảnh hưởng tâm lý từ sự kiện đảo Ohara, khiến cô phải tự lập hơn. Va vấp nhiều với cuộc sống khiến Robin trưởng thành hơn các thành viên trong băng, tỉ mỉ trong mọi việc và rất kiên nhẫn. Thế nhưng cô vẫn luôn tin tưởng vào Luffy và ủng hộ mọi quyết định của cậu, dù cho đó có là điều ngu ngốc đến cỡ nào. Tuy nhiên vốn đã đam mê lịch sử thế giới và những bí ẩn xoay quanh chúng, dù có là một người điềm đạm thì cô vẫn luôn tỏ ra tức giận trước những người coi thường hoặc phá hủy những đồ vật mang ý nghĩa của thời đại. Người đầu tiên phải lãnh cơn thịnh nộ đó chính là Yanma ở đảo trên trời, vì anh ta đã phá hủy đi cổ vật có giá trị từ Shandora. Trong chiến đấu, Robin cũng là một người rất tàn nhẫn. Cô không ngần ngại dùng vũ lực để giết chết kẻ thù. Với năng lực của trái Hanahana, cô sẵn sàng bẻ cổ hoặc xương sống của kẻ thù mà không hề do dự, ngay cả khi kẻ thù đã cầu xin. Hay sẵn sàng trở thành một con quỷ nếu điều đó có ý nghĩa đặc biệt với những người quan trọng của cô. Và Black Maria đã lãnh trọn cơn thịnh nộ đó của cô để rồi bỏ mạng tại Onigashima. Điều này ảnh hưởng rất nhiều từ quá khứ nghiệt ngã của cô khi phải dùng mọi cách để sinh tồn, để sống, và nó dần dần trở thành một phần trong bản năng, trong phong cách chiến đấu của cô. Con người luôn có những mặt tối không muốn cho ai biết, và Robin cũng vậy. Cô có một khía cạnh tính cách khá là rùng rợn, thậm chí là mang hơi hướng thô thiển bệnh hoạn và thường làm cho Nami và Usopp phải lo sợ. Robin thường sẽ là người đầu tiên suy đoán rằng một đồng đội đã gặp hoặc sẽ gặp một số phận khủng khiếp, thường đi sâu vào những chi tiết rùng rợn. Trong những trường hợp khác, cô ấy sẽ bày tỏ sự nhiệt tình với bất cứ thứ gì có chủ đề kinh dị. Như trong lần đầu gia nhập băng, Usopp đã hỏi chuyên môn của cô là gì và cô đã trả lời là ám sát. Hay khiến Brook phải ngừng đùa giỡn và tiếp tục giải thích lời của anh. Hay Zoro và Nami quay trở lại Going Merry ở Skypiea, nhưng họ không thể tìm thấy Chopper, người đang canh giữ con tàu. Robin đã nói rằng Chopper có thể đã bị xé thành từng mảnh. Quả là không có gì là hoàn hảo phải không nào? Là một thành viên của bằng mũ rơm, cũng không quá lạ khi Robin là một người giàu lòng nhân ái. Mặc dù cô luôn thể hiện mình là một người có vẻ xa lánh và đề phòng mọi người, đơn cử như việc cô đã cứu Luffy 2 lần khỏi bãi cắt lún của Crocodile và đưa cho cậu lọ thuốc giải độc, dù cho họ là kẻ thù. Hay trong quá khứ, dù cho thời thơ ấu của mình bị cư dân và trẻ em ở Ohara bắt nạt, nhưng cô không một lần có ác ý với họ. Trái lại, cô vẫn cố gắng chơi đùa với họ như một đứa trẻ tinh nghịch. Khi Kairos đấu với Diamante, Robin cũng đã thề sẽ bảo vệ Rebecca để Kairos có thể tập trung chiến đấu với anh ta. Ngoài ra, cô còn cố gắng bảo vệ Law khỏi bị thương bằng chính cơ thể của mình, khỏi cuộc tấn công từ Doflamingo. Cô thậm chí còn giúp đỡ người dân Zo chữa trị vết thương cho Zunesha. Tất cả đều là những phẩm chất đáng quý mà cô luôn giữ lại trong mình, không hề bị tha hóa hay biến chất trước số phận nghiệt ngã. Về sức mạnh, Robin không phải là một dạng chiến binh giáp lá cà, trâu bò như bộ ba quái vật. Thế nhưng thể chất của Robin vô cùng mạnh mẽ.
do khoảng thời gian dài chạy trốn và sinh tồn, chống lại nhiều kẻ thù khác nhau. Điều này đã khiến Robin có một thể chất mạnh mẽ và đặc biệt vô cùng nhanh nhẹn. Khi cô hoàn toàn có thể chiến đấu và đánh bại Vivi dễ dàng chỉ với một đòn mà không cần đến trái ác quỷ. Hay sau 2 năm luyện tập, Robin có thể tạo ra, sử dụng được năng lực của mình ngay với bề mặt dưới đáy biển, dù cho nó là môi trường sẽ làm suy yếu những người bị biển nguyền rủa như cô. Hay như việc bị Crocodile đâm xuyên ngực mà vẫn sống sót, dù cho không cần bất kỳ sự chăm sóc y tế nào. Hay gần nhất là trận chiến với Black Maria, cô cũng hứng chịu rất nhiều cú đấm từ Toby Roppo mạnh mẽ này, nhưng vẫn đủ khả năng để đánh bại cô ta. Bên cạnh năng lực trái ác quỷ, trong quá trình luyện tập 2 năm, Robin cũng đã được chỉ dạy các nguyên tắc cơ bản của Karate người cá, với các đòn tấn công bằng bàn tay dưới sự hướng dẫn của Koala. Kể từ đó, Robin đã học được cách kết hợp các tác dụng của Karate người cá vào phong cách chiến đấu thông thường của cô bằng cách mọc các chi cho phép cô phá vỡ các cấu trúc một cách dễ dàng thông qua các đòn đánh chính xác bằng lòng bàn tay. Tất nhiên, nếu đã nói đến sức mạnh thì không thể bỏ qua năng lực của trái Hanahana no Mi, một trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép tạo ra các bản sao của bất kỳ bộ phận cơ thể nào trên mọi bề mặt trong phạm vi, thậm chí là cả một bản sao của cơ thể mình. Số lượng và kích thước của những bộ phận đó dường như là không giới hạn, miễn là nó nằm trong tầm kiểm soát của cô. Để nói về kỹ năng mạnh nhất thì đó chắc chắn phải là Demon Floor, kỹ năng mang thương hiệu của Nico Robin, đứa con của quỷ. Robin tạo ra một bản sao khổng lồ của phần thân trên, tuy nhiên lần này có thêm đôi cánh giống rơi, làn da bóng mờ, răng nanh và sừng, khiến nó giống như một con quỷ truyền thống. Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người khác phải hoảng sợ. Và chính Demon Floor đã giúp Robin hạ gục thành công Black Maria, một Toby Roppo vô cùng mạnh mẽ. Robin là một trong những thành viên của băng mũ rơm được xây dựng với một hệ tâm lý vô cùng phức tạp và công phu, một quá khứ đầy dẫy bi thương và khốc liệt, cho đến hành trình từng bước tìm đến hạnh phúc, tìm được những người thân, người đồng đội đáng tin cậy và dần dần phá bỏ những rào cản tâm lý khủng khiếp trong quá khứ. Phải nói, qua bàn tay thần kỳ của Oda, Robin đã trở thành một trong những nhân vật có chiều sâu nhất nhì thế giới anime nói chung và One Piece nói riêng. Rõ ràng không chỉ vì ngoại hình mà fan hâm mộ One Piece là yêu thích cô nàng này phải không nào? Vậy các bạn đánh giá sao về nhân vật này? Hãy để lại comment xuống phía dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya! Và bây giờ là đến chuyên mục comment hay 7 ngày xuống cuối. Có chó mà lấy cô là một câu nói của một thằng mới cờ hó. Chị tôi đẹp vậy mà. Nội dung thì kinh dị nhưng hình ảnh thì không kinh dị nổi. Mình thì ấn tượng nhất là Minoa và cô ca sĩ. Họ không hề tỏ ra sợ chết, ngược lại là im lặng và chấp nhận.